gì, đúng không? Mà nó thêm ed, đúng không? Đây ví dụ cô có từ gì, từ work, được chưa? Tận cùng của từ work là âm khờ. Khờ là gì? Nằm trong cụm vô thanh. Vì rõ ràng vô thanh thì tại sao mình nhớ được vô thanh? Thế mình không đọc là thì đấy là vô thanh. Thế nhưng mà để mà nhớ được kỹ thì cô duyên cho âm về là gì đây? Thôi không phì phò sợ sẽ chết. Đấy, Trúc Linh ghi vào. Chứ không phải đọc thờ khờ phờ thì từng cái âm đấy không thể nhớ được đâu. Thì em phải thuộc cho cô cái câu thôi không phì phò sợ sẽ chết. Thì thôi là bắt đầu chữ thờ, nhớ chưa? Không là bắt đầu chữ khờ. Phì là F, sợ là sờ nhẹ, sẽ là sờ nặng, chết là âm phát âm trờ. Trờ đấy, các bạn hiểu ý cô không? Trờ thì nó sẽ phát âm là viết là chữ CH, nhưng đọc đọc sẽ là trờ. Và cách viết là gì? À, cách viết là nó sẽ viết là T và chữ xì. Thế như vậy ở đây để nói rằng gì? Thôi không phì phò, thế đây là chính là chữ không. Không là phát âm là khờ, nằm trong cụm vô thanh. Thì ED cũng phát âm là vô thanh, là thờ. Cái này gọi rõ chưa nào? Rồi tiếp tục, từ finish là sẽ, đúng không? Là sợ đấy. Đấy, nằm trong cụm gì? Đây là chữ SH, đọc là sh, thì nằm trong cụm sẽ. Tại vì nhiều khi các bạn đọc lên nhưng không biết nó thuộc vô thanh hay hữu thanh. Thì mình phải nhớ cụm vô hữu thanh là thôi không phì phò. Đấy, thì âm SH này là âm sờ, nằm trong cụm vô thanh. Thì ND phát âm là thờ. Fix cũng là nằm trong sh, đọc là fix, nằm trong cụm sờ nhẹ là sẽ đấy. Đúng không? Thì ND sẽ phát âm cũng là vô thanh, là thờ. Trường hợp cuối cùng, tận cùng là D, tự nhiên nó lại còn ra, đúng không? Như vậy D là tận cùng và T và D cô vừa nhắc, mỗi hai chữ cái T và D này thôi. Một là T hoặc là D, thì ED phát âm là ID. Đúng chưa? Giống nhau visited và needed. Như vậy tôi có gì? Trường hợp khác biệt là âm là chữ cái đây là phần D. Rồi ok. Sang câu 2, các bạn nhìn này. Đây là bắt đầu chúng ta đọc thêm E, có phát âm là gì? Cùng với chữ E. E trong span. Chúng ta ghi ra nhá. Không phải khoanh tròn đâu, cô dạy rất kỹ. Việc của các bạn là ghi chép cẩn thận, ôn lại từng từ. Hôm nay mình gặp span, nhưng ngày mai có thể là cũng gặp từ span. Event cũng là gì? E. Được chưa? Rồi. Tiếp sau là gì đây? Media. Đấy, nhiều bạn mà đọc là media là sai. Đây chúng ta đọc là media. Thì đó là chúng ta thấy bắt đầu khác. Khi chúng ta làm được 3 câu thì chúng ta đã có đáp án rồi. Thường là làm được 3 câu sẽ có đáp án. Bởi vì khi làm được 3 câu nó chỉ có thể rơi vào trường hợp một là hai câu giống và có một từ khác, hoặc là ba từ đều giống thì đương nhiên từ D sẽ khác. Nhưng trong trường hợp này chúng ta bắt gặp trường hợp thứ nhất là hai từ giống và một từ khác, thì đương nhiên câu đáp án sẽ là một từ khác đấy luôn. Bây giờ chúng ta check lại lần hai. Thế biết đâu câu trong ba câu này có một câu cô làm sai thì chắc gì câu D đã là đúng câu mình cần chọn. Thì chúng ta check lại câu D xem có phải trường hợp khác không. D mà khác thì đúng không? D mà quên, C mà khác thì D phải giống với B và A. Là gì? Cùng là phát âm là E. Mấy con đọc accept lên thì có phải đúng là phát âm là E không? Đúng không? Như vậy câu C của các bạn là đúng. Vì ba câu kia nó giống nhau thì đương nhiên câu C sẽ khác rồi. Và mình làm như thế thì mình sẽ có hai lần kiểm tra. Đúng chưa ạ? Rồi tiếp. Sang cái câu 3 và câu 4. Đáp án là gì? Các bạn cứ nói to lên câu xem nào. Câu 3 các bạn làm đáp án là gì đấy ạ? Các bạn nhìn có teaspoon rơi vào trường hợp chị em sinh đôi o trọng âm rơi vào liền trước đó luôn. Thực ra là rơi vào trọng âm, nhưng cách đánh trọng âm là đánh vào gì? Phiên âm đứng liền, phụ âm đứng liền trước đó là rơi vào ph, đọc là full, đúng không? Thì các bạn đánh vào âm tiết thứ hai. Disaster có âm er, các bạn ghi vào gạch chân. Er phát âm là ơ, ơ không nhận trọng âm, đúng không? Để cô phải lấy lại cái phần bảng đánh phát âm để cô ghi vào cho các bạn, các bạn hình dung này. Bạn nào học cô trước rồi thì chắc hình dung ra cách giảng. Nhưng vì nếu có bạn Trúc Linh thì cô sẽ giảng lại kỹ một tí thêm vậy. Đúng không? Thì các bạn ghi bên cạnh là âm ơ. Ơ này có nhận trọng âm không? Cô vừa nói âm ơ và âm âu nằm trong cụm không nhận trọng âm. Đúng không? This là tiền tố cũng không nhận trọng âm. Thì trọng âm rơi vào âm thứ hai. Thì vì có mỗi là disaster thôi. Thì âm disaster nhận trọng âm. Disaster. Được chưa? Temperature là danh từ. Danh từ nằm trong quy tắc chung. Quy tắc chung thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Experience, ex tiền tố không nhận trọng âm, đôi CE, âm tiết làm trong cụ I dài, ATE, CE, IZE đấy. Là âm tiết tính từ thứ 3 từ cuối trở lên mới nhận trọng âm. Experience, đúng không? Thì gì? Experience thì ex không nhận trọng âm thì chữ experience sẽ nhận trọng âm. Rồi tiếp tục chúng ta thấy ở giấy này. À đây xong câu 3 rồi. Vậy câu 3 các bạn là có âm nào khác biệt đây? À, như vậy A, B, C, âm tiết thứ hai, chỉ có temperature, âm tiết thứ nhất.
được chưa? Rồi bây giờ đuôi họ hàng là y, y on là xong âm rơi vào âm gì? Liền trước đó rơi vào từ rock, đúng không? Tornado làm sao? Chữ âm o này, thơ các bạn gạch trên chữ o cho cô. O này là mặt chữ là o nhưng viết trên âm là ơ. Ơ không nhận trọng âm, âm o ở dưới đọc là o. Đấy, trong này chúng ta chỉ có duy nhất cái hai âm mà phát âm lên là không nhận trọng âm. Nếu là ơ và o thì nó rơi vào cả hai trong từ này. Thì suy ra chỉ còn mỗi cái thằng nay turn đi đầu thì nay nhận trọng âm. Predict đúng không? Predict là động từ trọng âm rơi âm tiết thứ hai. Theo quy tắc chung, danh từ tính từ trọng âm rơi âm tiết thứ nhất, động từ rơi âm tiết thứ hai. Được chưa? Snow tall, danh từ cô đánh trọng âm thứ nhất. Như vậy tôi có gì? Nhất. Đúng không? Động từ nhất. Đây là âm tiết thứ hai và thứ hai. Chỉ có mỗi D là thứ nhất thôi. Rồi, được chưa? Về xem lại quy tắc đánh trọng âm phần đầu cô giảng nhá, nó có ghi hết đấy. À, bạn nào chưa hiểu quên thì xem lại phần chuyên đề số 1 trong phần YouTube, cứ tra đi phần nào cô giảng có chuyên đề phát âm thì vào nghe lại, nghe nhiều tự nhiên nó nhớ thôi. Sang câu tiếp theo là phần need correction. Muốn need correction thì chúng ta phải làm sao? Muốn chữ đúng thì phải biết tìm sai. Đây là tìm sai. Thường cấu trong lúc tìm sai, các bạn để ý cho cô cấu trúc câu hoặc là mạo từ hoặc là động từ có vấn đề cấu trúc câu, vì trong một câu mà thì nó có chủ vị trạng từ tính từ và cấu trúc câu. Các bạn lượt qua những cái đấy, chủ là cái gì, vị nó đã khớp chưa, cấu trúc câu trong này có không. Đấy, nếu nó dùng đại từ quan hệ thì đại từ bổ sự bổ nghĩa cho danh từ nào, thì danh từ đó số ít hay số nhiều thì chia động từ theo. Các bạn làm cho cô đáp án 5, 6, 7 và gửi cho cô. Câu thứ nhất các bạn có gì đây? It is normal, normal là tính từ. Để cấu trúc các bạn nhìn qua cũng thấy cấu trúc này. It is là it là chủ ngữ, is là to be. Như vậy đây là cấu trúc to be tính từ, đúng không? For somebody to be không? Như vậy là gì? Thông thường là rất là thông thường phổ biến cho học sinh là cảm thấy lo lắng mỗi khi mà họ gì chuẩn bị cho một cái năm học mới, đúng không? When they were preparing for new year. Thế bây giờ các bạn ghi cấu trúc ra. Nhìn trong một câu thì các bạn bắt gặp cấu trúc nào các bạn ghi lại để mình ôn cấu trúc luôn. It is adjective thì đây là cấu trúc tính từ, để xem nó có sai về mặt cấu trúc không. Không, it is adjective. Đấy, cái gì đó cho ai, for somebody, to, be không, đúng không? Đấy, ghi cấu trúc này vào. It is adjective thì được các bạn là nhớ cấu trúc và đấy, đặc biệt là chúng ta có thể thay đổi cái tính từ này. Đấy, ví dụ như là cần thiết cho bạn học tiếng Anh mỗi ngày thì bạn nói thế nào? It is necessary for you to learn English every day, đúng không? Đấy, làm sao cho ai để làm gì thì cái làm sao này là tính từ bạn phải thêm vào. Được chưa? Rồi, cấu trúc làm sao cho làm gì thì bây giờ là it is normal for student, đúng không? To, to be nervous. Đấy, thông thường là học sinh cảm thấy căng thẳng quen. Thế thì sai đâu đây? Thánh Ngọc nào nói to lên. Câu này mà còn động ừ thì thôi này. Dễ thế này rồi còn gì nữa. Quen có thể tí tỉ lần này. Khi nào người ta dùng quen? Khi nào? Khi tôi 5 tuổi, khi tôi còn ở đây. Thì nó phải là thời quá khứ đơn chứ, đúng không? Khi là mốc thời gian thì lấy đâu ra là to be với mình? Các bạn học các bạn không nhớ à? Các bạn học các bạn bờ thế thì mai các bạn đi thi kiểu gì? Mai có cô Duyên ngồi đấy đâu mà các bạn đi thi. Học từ cái đời nào rồi mà bây giờ người ta có từ quen còn đậm ảm ở thì còn nói là chuyện làm gì. Quen là mốc thời gian thì học mãi rồi còn gì, đúng không? Quen là mốc thời gian chỉ dừng cho thời quá khứ đơn thôi. Còn làm sao? Xin cũng là mốc thời gian, nhưng khi có xin còn dùng thời gì? Hiện tại hoàn thành. Học tí tỉ lần rồi mà bây giờ cuốn lại cứ chả nhớ gì, đúng không? Cấu trúc it is adjective for somebody to be không thì đến đây bạn thấy không? Cả cái mệnh đề này it is normal for student to be nervous không sai tí nào. Thế mà phải tập trung cái bế đằng sau. When, thế người ta cho từ when bên ngoài là từ đúng, đúng không? Nhưng cái vế của nó có chia quá khứ đơn không? Không. Thế lại phải ghi vào đi, đúng chưa? Là when, đúng chưa? Khi có when thì cái mệnh đề when chia quá khứ đơn. Cô dạy chưa Khánh Ngọc? Dạy tí tỉ lần rồi. Thế mà không nhớ thì mai đi thi kiểu gì. Thế mà cứ học liên miên dàn trải.
học từng cái cấu trúc nhỏ, mỗi một cấu trúc trong đề là cô ghi ra, rồi ôn đi, đêm nằm về ôm đi, ôm lên nó, nghĩ về nó, quen thì dùng quá khứ đơn. Lại chả nghĩ chả suy gì, cứ ngày nào cũng chữa đề thì làm sao mà nó ngấm vào người được. Quá khứ đơn thì đây quá khứ đơn chưa, thì nó mới dẫn đến cái sai. Chứ bây giờ các bạn chỉ việc của các bạn hay sai lầm là các bạn chỉ tập trung các đọc về cái mà người ta gạch thôi, mà vấn đề là để mà người ta gạch sai ấy, thì nó sai thì các bạn phải đọc phần trên của nó, phần sau của nó, đúng không? Xem là người ta đi với cái gì để nhận ra nó là cấu trúc gì, nó là cái gì để người ta gọi là hint, dấu hiệu để các bạn nhận ra lỗi sai. Chứ còn làm sao mà nhìn được câu sai, là nhìn đúng vào chữ vua biết là nó sai được. À, chữ vua sai không là do là à nó đi kèm với dây thì dây đi với số vua số nhiều là đúng rồi. Nhưng tại sao nó là vua preferring, nó lại là hiện quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn thì làm sao mà dùng when được, đúng không? Em chỉ dùng quá khứ tiếp diễn khi, ví dụ như em có cái từ qua, trong lúc trong khi ai đó đang làm gì thì quá khứ tiếp diễn được. Ví dụ người ta thay qua là quá khứ tiếp diễn. Nhưng mà mai tại sao cô viết luôn cả why là quá khứ tiếp diễn? Bởi vì ngày mai đề thi người ta có thể thay đổi. Đề thi người ta có thể đổi như nào? Người ta có thể đổi là why thì dây, why dây trong lúc họ đang thi chẳng hạn. When dây, why dây were doing test. Trong lúc họ đang thi thì lúc đấy mà người ta lại không dùng doing, người ta dùng cái do không thì sai. Hoặc người ta không dùng là when dây were doing mà when dây dây đứt là when dây đứt ra test thôi thì lại sai, bởi vì chữ why là dùng trong quá khứ tiếp diễn để dùng một hoạt động đang diễn ra. Thế thứ hai, cái này các bạn học quá thôi còn gì nữa, đúng không? When là quá khứ đơn, mệnh đề đằng sau quá khứ đơn khi mà cả hai hoạt động nối tiếp nhau trong quá khứ. Còn với when quá khứ đơn mà vế đằng sau có thể là quá khứ tiếp diễn khi gì? Khi hoạt động quá khứ đơn, đúng không? Tức là hai hoạt động nối tiếp nhau trong quá khứ. Nhân tiện là cô ôn lại cho bạn nhớ. Đấy, còn cũng là với when. Nhưng mà với when có thế không? Trong cả hai trường hợp đó là quá khứ đơn, đều là quá khứ đơn hết vì nó mốc thời gian. Nhưng vế còn lại có thể là quá khứ tiếp diễn khi đấy, một hoạt động đang diễn ra. Khi một hoạt động đang diễn ra, đương nhiên nó có từ đang diễn ra thì nó phải là tiếp diễn, mà đây là kể lại thì phải là quá khứ tiếp diễn. Thì hoạt động khác xen vào, thế đều là kể lại mà. Nên tại vì tại sao tôi kể lại là một hoạt động đang diễn ra khi tôi đang học thì mẹ tôi gọi, thế rằng nó phải xảy ra rồi. Thì cả hai hoạt động này cùng là quá khứ, nhưng hoạt động đang diễn ra thì chưa quá khứ tiếp diễn. Hoạt động xen vào thì là hoạt động khác xen vào. Thì hoạt động xen vào này tôi chưa quá khứ đơn. Ví dụ em và các cô đang học như này, có tiếng chuông thì rõ ràng chúng tôi đang học thì là quá khứ tiếp diễn. Và thì có tiếng chuông thì tiếng chuông là quá khứ đơn, đúng chưa? Ghi vào, cô bôi đen bôi đỏ lại kỹ trong đề như này, coi như giảng lại kiến thức cho bạn rồi chứ không chỉ là đọc đáp án ở đề đâu, đúng không? Còn khi mà các bạn lại có when quá khứ đơn, vế còn lại cũng là quá khứ đơn khi các hoạt động nối gì, nối tiếp nhau trong quá khứ. Bây giờ nối tiếp nhau quá khứ, ví dụ như nào? Ngày hôm qua, đúng không? Em đi học về, em tắm, ăn cơm, xong em mới làm bài tập, xong em đi ngủ. Thì bốn hoạt động này đều là kể lại và nó đều nối tiếp nhau. Xong đi học về, về nhà ăn cơm xong mới tắm, tắm xong mới làm bài. Làm bài xong mới đi ngủ thì nó nối tiếp nhau tất cả các hoạt động ăn cơm, tắm. I came home, I took the bath, I had dinner and I did my homework, thì tất cả đứt đu đấy đều là quá khứ đơn hết vì nó nối tiếp nhau. Thế khi nào bạn dùng when? Dùng when rồi khi nào dùng why? Đây, ghi cái why vào. Được chưa? Why, bản chất cái từ why đấy nó cũng là chỉ tiếp diễn rồi, thì chỉ hoạt động đang diễn ra thì nó nghĩa nó dịch là trong lúc. Trong lúc thì phải đang làm gì, trong cái lúc người ta đang làm gì thì vế có why chưa quá khứ tiếp diễn, vế còn lại cũng quá khứ tiếp diễn khi hai hoạt động này cùng đang diễn ra. Được chưa? Đấy, ví dụ như là các bạn tự ghi ví dụ rồi nhé. Trong lúc tôi đang đọc sách thì em tôi đang học bài, đúng không? Thì hai chị em, một người đọc sách, một người đang học bài thì đều phải là why I was learning English, my brother was watching film chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà về có why cũng chưa quá khứ tiếp diễn, vế còn lại cũng có thể là quá khứ đơn khi, cái này là học kỹ trong phần chuyên đề quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn rồi. Bạn nào chưa học thì phải tự xem lại thôi, bây giờ không còn thời gian học cả một chuyên đề của một buổi đâu. Đấy, thì cái này nó lại quay về y như cái này.
cũng một hoạt động đang diễn ra thì hoạt động khác xen vào, nhưng nó chỉ khác là hoạt động đang diễn ra người ta dùng qua, còn lúc nãy các bạn dùng quen cho quá khứ đơn làm cho hoạt động xen vào, thì bây giờ chúng ta ngược lại đấy, nhưng cũng là quá khứ tiếp diễn thì hoạt động đang diễn ra, hoạt động khác xen vào thì xen vào vẫn siêu quá khứ đơn mà tiếp diễn vẫn siêu quá khứ tiếp diễn, nhưng về có hoa thì bạn nằm ở cái về quá khứ tiếp diễn thôi, được chưa? Xong phần này nhá, đi lại chưa hiểu phần nào tự tra YouTube lên phần cô giáo Duyên giảng chuyên đề rất nhiều. Rồi bây giờ đây như vậy đấy, chỗ này các bạn câu sai sẽ là câu gì? Câu D, bởi vì chỗ này chúng ta phải dùng gì? Không có đúng không? When they were prepared, when they gì? Chỗ này chúng ta phải sửa thành gì ạ? Đây các bạn phải sửa gì đây? Bạn Khánh Ngọc. Đúng rồi. Đổi thành repair được. Đây chúng ta sẽ có cái gì nữa? Câu 6. This is the best place. Đây là một cái địa điểm. Thì địa điểm thì có dùng with không ạ? With thì chỉ dùng cho người và vật thôi đúng không? Còn địa điểm thì làm sao, nơi chốn chúng ta phải dùng đại từ where. Đấy, nó vẫn là đại từ quan hệ nhưng đứng đằng sau danh từ mà nó bổ nghĩa cho từ place đúng không, em nhìn thấy ngay rồi, cái này là học hẳn chuyên đề mệnh đề quan hệ rồi nha. Đấy, đằng sau từ place, từ which này này, đây là nơi địa điểm tốt nhất mà tôi nghĩ là chúng tôi sẽ đi kỳ nghỉ của chúng tôi, nhưng chúng mình quan tâm là cái ngay từ which này nó bổ nghĩa cho cái gì, nó bổ nghĩa cho từ place thì không phải, which chỉ bổ nghĩa cho danh từ, chỉ mang tính chất là sự vật sự việc đúng không? Đó, with này chúng ta phải thay bằng từ when là nó thay cho địa điểm. Câu 7 sai đâu? The teacher feel unruly when he saw. Sai đâu nè? Đấy, thì cái này các bạn nhớ đến cho cô là sau feel. Các bạn cộng với một gì? Adjective tính từ chứ không cần phải là một động từ. Đấy, thông thường sau một động từ là chúng ta phải dùng một trạng từ. Nhưng trong trường hợp này với một số những cái động từ là động từ feel, những động từ chỉ chi giác, nhớ chưa, chỉ cảm giác, chỉ nhận thức thì các bạn sẽ dùng tính từ được luôn mà không cần phải có to be, cũng không cần phải chuyển sang động từ, trạng từ. Ngoài feel ra bạn có từ gì nữa đúng không, mà dùng được tính từ đằng sau, đó là từ look, đó là từ find, đi nha, từ get, từ become, đúng chưa? Thì sau những cái từ này các bạn không cần dùng trạng từ mà các bạn chỉ cần dùng tính từ, tại vì nó là mang tính chất cảm nhận, tri giác, nhận thức, perceptive, để ý nha. Đây là duly có phải trạng, có phải tính từ không? Không, duly là đuôi trạng từ, cho nên cái này chúng ta lại không cần phải đổi sang ly, chúng ta chỉ viết là gì thôi, angry, được chưa? Đấy, chứ còn bình thường các bạn có quy tắc là gì đây, nhìn lại quy tắc này, chủ ngữ cộng to be đúng không, thì sau cái to be này bắt buộc tôi phải dùng một danh từ hoặc một tính từ, ví dụ I am happy, she is a student, thì happy là tính từ sau to be is, she is a student, student là danh từ đứng sau to be is, nhưng còn các cái động từ khác, động từ thì tôi phải có trạng từ đứng sau đúng không. Đấy, alo. Các bạn để ý cho cô, đây là ví dụ. Example. Thấy chưa? Cô lấy ví dụ về một to be và cô bắt buộc cô phải dùng đằng sau là tính từ. Ví dụ cô ấy như nào? Xinh đẹp thì xinh đẹp đóng vai trò beautiful. Beautiful ở đây của cô là tính từ. Đúng chưa?
này các bạn học không chắc, các bạn không thể là tìm ra được lỗi sai đâu. Nó là cấu trúc câu, vị trí của từ trong câu. Thì beautiful đúng vai trò là tính từ trong câu này, đúng không? Adjective nó đứng sau to be. Tính từ là gì? Các biết rồi, chỉ tính chất đó, buồn vui, xấu đẹp, sinh khổ, sinh xấu, buồn đau, hạnh phúc, cao thấp, béo gầy. Đấy, thế còn động từ thì cũng là cô ấy, nhưng mà bây giờ cô không dùng to be mà cô dùng từ sing là hát. Thế sau động từ hát thì hát hay thì cô sẽ dùng lấy ngay từ beauty, nhưng cô không thể nói là beautiful được. Đấy, bởi beautiful là tính từ mà cô phải đổi thành beautifully. Thì cái beautifully thì đóng vai trò là adverb, là trạng từ. Đổi từ gì? Beautiful thành beautifully, trạng từ. Và trên từ sings ghi bên dưới là động từ vs, và trên từ tôi beautifully ghi bên dưới là adverb, trạng từ. Xong chúng ta vòng mũi tên và chữ sinh để hiểu là nó bổ nghĩa cho từ sinh. Phần này các bạn hiểu chưa? Trúc Linh có hiểu thêm một tí nào không? Đúng không? Thì đây là quy tắc chung nha. Quy tắc chung là như thế, nhưng với một số những trường hợp đặc biệt là những động từ chỉ gì, các bạn ghi nốt, lưu ý. Đấy, một số những động từ chỉ, đấy, cô nói từ này các bạn tự lấy là tìm nhận thức, tức là tự mình cảm nhận được cái gì thì lại cộng với lại gì, adjective. Nó cũng là động từ nhưng đằng sau nó không phải là trạng từ nữa. Cái gì trong tiếng Anh cũng có ngoại lệ, cho nên là nhiều khi mình phải học cái ngoại lệ còn nhớ hơn những cái không ngoại lệ, vì những cái ngoại lệ người ta mới hay thi. Đây, thì đây là những nhận từ chỉ nhận thức, cái này cảm thấy, nhìn này, nhận này, get, become. Ví dụ như là cô ấy cảm thấy trở nên tức giận, she get angry, đúng không? Cô trời ngày một nóng hơn, it's become hotter and hotter. I feel happy, đúng không? You look happy. Đó, đều là tính từ đằng sau, được chưa? Rồi, quay vào đây các bạn có cái phần biến angry thành angrily là siêu được, mình chỉ cần angry thôi thì sau cái động từ feel, được chưa? Rồi sang bài này tiếp.